Hải quân Mỹ đã vô tình dâng món quà vô giá cho Nga trên biển Barents. Việc Mỹ và Anh triển khai tàu chiến đến biển Barents, địa bàn được coi là sân nhà của Nga, đã vô tình mang đến cho Moscow một cơ hội hiếm có để thử nghiệm các hệ thống giám sát. Ngày 4 tháng 5, Biên đội gồm 3 tàu khu trục Aegis, lớp LA Booker của hạm đội 6 Hải quân Mỹ, USS Donald Cooks DDG-75, USS Porter DDG-78, USS Roosevelt DDG-80 và tàu hậu cần USNS Supply TAOE-6 cùng khinh hạm HMS Can F-78 của Hải quân Hoàng gia Anh đã di chuyển vào biển Barents để thực thi các chiến dịch an ninh hàng hải theo luật pháp quốc tế. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, Hải quân Mỹ triển khai các tàu chiến đến vùng biển Bắc Cực ở phía Bắc của phần lãnh thổ Nga thuộc châu Âu. Hạm đội 6 Hải quân Mỹ cho biết, hoạt động lần này nhằm khẳng định cam kết tự do hàng hải và thể hiện sự phối hợp ở mức cao nhất giữa các lực lượng Mỹ và đồng minh NATO. Trong giai đoạn đầy thách thức này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta cần duy trì đều đạn các hoạt động trên khắp mặt trận châu Âu, đồng thời thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ sức mạnh của lực lượng chúng ta. Đô đốc Lisa Franchetti, tư lệnh hạm đội 6 Hải quân Mỹ, nhấn mạnh. Cùng với cam kết thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, chúng ta đồng thời cũng phải xây dựng niềm tin, củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực. Bình luận về sự kiện này, tờ Suhu của Trung Quốc cho rằng, mặc dù Nga không hài lòng với sự xuất hiện của các tàu chiến NATO trên biển Barents, nơi vốn được coi là sân nhà của Nga, nhưng đây thực sự là cơ hội hiếm có đối với Moscow lý do được Sahu đưa ra là nga đã tận dụng thời cơ hiếm hoi này để kiểm tra các hệ thống theo dõi của mình một cách miễn phí. Bên cạnh đó, việc Mỹ muốn nắn gân nga vô tình mang đến một món quà bất ngờ ngoài dự kiến đối với Moscow vì thời gian gần đây nga nỗ lực phát triển một hệ thống giám sát các địa điểm trên không, trên biển và dưới lòng biển ở Bắc Cực. Vì vậy, điều tưởng chứng bất lợi lại mang về lợi thế lớn cho Nga vì đây có thể được xem là cơ hội hoàn hảo để Moscow kiểm tra các khả năng bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Cực. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.